Hello tất cả anh em nha, và chào mừng đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Bill Sugi đây, và chào mừng đã quay trở lại với cái story mà Bill Sugi chơi đấu cho trận lý 14 này nè mọi. Thì tiếp tục trở lại với những dự án mà mình muốn gửi tới tất cả anh em nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em đến một cái meta hiện nay đang rất là hot, và cái tỷ lệ lọt top 4 của nó nếu như mà anh em hoàn thành được đội hình và độ chuẩn nha là 100% nha anh em ơi. Tỷ lệ lọt vào top 4 á là 100% nếu như anh em đúng bài, đúng đồ và kiểu như là có tất cả đủ các con nha, là tỷ lệ lọt top 4 là 100%. Và cái khả năng được top 1 thì rất là cao nếu như mà anh em lên được một con tướng nào mà carry lên được 3 sao. Thì cái bài ngày hôm nay mình muốn gửi tới tất cả anh em đó chính là cái bài thần rừng kẹp với 8 đấu sĩ nha, cộng với đó chính là Ash carry và Warwick là đam phụ hoặc là đam chính nếu như mà nó lên được 3 sao nha anh ơi. Thì cái bài này nó sẽ có rất là nhiều biến thể khác nhau, nhưng mà nếu như mà anh em lúc đầu ra thứ nhất là tin anh thần rừng hoặc là tin anh đấu sĩ thì anh em hãy đừng ngần ngại mà nghĩ ngay đến cái bài này giúp mình nha. Thì cái bài này đam chính sẽ là Ash nha anh em ơi, nên cái độ chuẩn của con Ash này mình khuyên anh em nếu như mà được thì là một cái gì khổng lồ là thứ nhất nè, đây là cái món mà rất là quan trọng trong cái meta hiện tại nha. Hai là khăn giải thuật, thì lúc đầu game mình cũng đã cố gắng lấy những cái món đồ mà chuẩn nhất có thể, với lại là chờ quái rớt thôi. Thì đây mình đã có hai món chuẩn nè anh em ơi, một cái khăn giải thuật với lại là một cái gì khổng lồ nè. Đây tạm thời là cho anh ly giữ nha, xong rồi lúc cuối game mình bỏ, xong rồi mình bỏ Ash vào thôi năm ơi. Thì đồ chuẩn nhất á là cuồng đao, khăn giải thuật với lại là diệt khổng lồ nha. Nhưng mà nếu không có cuồng đao thì nên bỏ cho nó một cái bàn tay công lý cũng khá là ngon anh em ơi. Nói chung là con Ash này cũng không có kém đồ lắm nha. Chủ yếu á nếu như mà anh em muốn chơi cái bài này thì nên phải có đấu sĩ tinh anh thì nó mới có được 8 đấu sĩ khi mà vào lay kẹp thân con set vào, là đồ hình chuẩn á là sẽ là 8 đấu sĩ, 2 thợ săn với lại là tinh linh hay sao anh em ơi, mình cũng không nhớ rõ nữa, nhưng mà chắc chắn là phải có 8 đấu sĩ nha. Còn nếu như mà lúc đầu game á anh em ra mà tinh anh thần rừng á thì anh em mới đừng ngần ngại mà nghĩ tới ngay cái việc mà chơi là 6 thần rừng kết hợp với đấu sĩ và thợ săn nha. Đam chính á vẫn là Ash và đó chính là Warwick. Thì như mình đã nói là cái bài này á nó sẽ có rất là nhiều biến thể khác nhau, là bài nếu như mà tinh anh ra thợ săn, lộn, tinh anh ra đấu sĩ hoặc là tinh anh ra cái con thần rừng á, đấy thì em sẽ xoay bài theo cái kiểu đó nha. Nếu mà tinh anh ra đấu sĩ thì em chơi 8 đấu sĩ, còn nếu như mà tinh anh ra thần rừng á thì em chơi 6 thần rừng kẹp với đấu sĩ và thợ săn đó. Còn nếu như mà em có thần rừng nhân tạo và nếu như mà nó ra tinh anh thần rừng nữa thì hãy đừng ngần ngại mà nghĩ ngay tới việc chơi 9 thần rừng. Tại vì nếu như mà 9 thần rừng mà về lay anh em kịp thông con set vào nữa thì tỷ lệ lọt top 4 của anh em cũng là 100% luôn. Và chỉ cần set lên được 2 sao thôi, 9 thần rừng thì top 1 là trong tay anh em đó. Trừ khi nào mà team bạn có con Revenge 3 kịp với 6 u hồn thì anh em mới sợ thôi. Chứ cái bài mà 9 thần rừng á là vô địch thiên hạ nha anh em ơi, cộng với set thần rừng, đồ full phép hoặc là full tăng đã tùy anh em thôi. Thì ngày hôm nay nếu như mà anh em thích kích thì đừng quên làm like ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Kênh của mình sẽ cố gắng cập nhật cho anh em những cái meta mới nhất về Liên Minh Thoại lộn về đấu trường chân lý nha, cũng như là gửi tới anh em cái build đồ dị, cũng như là những cái giao quan mà mình muốn gửi tới tất cả đến nó. Rồi lúc đầu game thì thực sự là nó không ra tướng gì để mình đép luôn anh em ơi, từ đầu game đến giờ, tại vì mình bất chấp mình chơi cái đội hình này mà anh em. Thường á là anh em sẽ chơi theo tướng nào mình ra đúng không, là ra kiểu như là tiên phong ngộ không hay là những cái con tinh anh cuồng giáo các kiểu á thì anh em sẽ beat nó, anh em đép lúc đầu game đúng không. Nhưng mà mình á mình chơi khô máu với cái hệ luôn anh em ơi. Tại vì ngày hôm nay mình muốn gửi tới tất cả anh em cái hệ này, cái tộc này cũng như là cái meta này. Ok nha, nên mình chơi bất chấp luôn, thua 7 trận liên tục rồi. Tại vì mình không có mua con gì khác ngồi mấy con thần rừng này để đép cả. Thấy thua quá nên mình mới mua con Kalista giữ đồ tạm của con Ash nè. Và tí vào lay mình đổi lại thôi. Thì khi nào anh em nhìn lên cho cái bài này, khi nào mà ra tinh anh thần rừng với lại là tinh anh đấu sĩ nha anh em ơi. Thì khi mà anh em đã có đủ đồ của con Ash rồi á, anh em sẽ kiếm đồ cho con Warwick nha. Và đẹp nhất là lên level tại 7 level 8 giờ nó ra một con tinh anh cũng như là Warwick đấu sĩ, là tinh anh Aster thợ săn thần rừng người đó. Trời ơi là mắc binh luôn á anh em ơi, là mắc binh luôn á, mắc sướng á. Thì lúc đầu game anh em có thể bích những con tướng để đếp máu khác như là cũng được. Và đẹp nhất á là anh em ôi thắng kìa, trời sao mất chữ thu luôn rồi. Chữ thua 7 trận là mất tiêu luôn rồi đó anh em ơi, tuyệt vời. Ui Warwick cầm kiếm bếp nhìn khá là ngon, nhưng mà thật sự là thôi cũng phải lấy anh em ơi. Mình tính lấy cái cung gỗ hoặc là lấy cái gậy, lộn, lấy cái cung gỗ anh em ơi, nhưng mà không có, phải lấy con
quýt này tạm thôi. Mà quýt này khá là ngon ấy chứ, 4 tiền cầm kiếm bếp. Nếu như mà được thì mình lắp cho nó cái giáp thiên thần luôn, nó cũng khá là ok. Đồ quýt thì em cứ cho đồ dư thôi. Nếu mà lên được 3 sao thì mình remax lại đồ. Không thì 2 sao rồi, 8 đấu sĩ nó cũng trâu, rất là trâu rồi. Những cái bà mà mình... Uầy, ra Nunu luôn nè. Ơ, từ. Bỏ cái này ra, bỏ cái này ra là mình sẽ được 4 đấu sĩ. Nhưng mà sẽ mất... Thần rừng này chưa có, nhưng mà mất cuồng giáo lại là... Hộ pháp à. Thôi em ơi, mất cuồng giáo lại là hộ pháp mất hơi nhiều đó. Ok, tạm thời là cứ như vậy đi nha, tạm thời là cứ như vậy đi. Rồi mình vẫn còn rất là nhiều cái meta mà muốn gửi tới tất cả anh em cái meta được cập nhật hàng ngày nha. Thật sự là trong cái thời gian anh em đang chơi cái meta cũ á, thì những người trên thế giới người ta đã cũng như là ra cái mấy cái meta mới rất là nhiều rồi. Mình còn rất là nhiều bài meta khác nhau, đến tận 4-5 bài lận anh em ơi, mà có thể anh em chưa biết tới á. Thì nếu như mà anh em muốn theo dõi hoặc là muốn cập nhật meta thì đừng quên bấm đăng ký kênh mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Thì mấy cái đồ hình mà mình gửi cho anh em đếp lúc đầu game á, mà đẹp nhất á, thì anh em cứ đếp bằng đồ hình mà nguyệt tộc á, kẹp với thợ săn á. Cái đồ hình đó là đếp với lại là xoay bài sang cái đồ hình này rất là dễ nha. Hoặc là đồ hình đấu sĩ với lại là tướng 2 sao á, anh em bỏ vào anh em đếp tạm thôi cũng khá là ngon. Hoặc là cuồng giáo cũng được, nhưng mặc dù nó không liên quan cho lắm, nhưng mà đồ hình cuồng giáo lúc đầu game thì đếp cứ gọi là vô địch thiên hạ rồi. Nhưng mà nếu mà được á, thì hai cái đồ hình mà mình muốn anh em cố gắng đếp lúc đầu game á, thứ nhất á là nguyệt tộc kẹp với đấu sĩ và thợ săn nha. Đó là cái đồ hình mà rất là tuyệt vời nhất để cho anh em đếp lúc đầu game và chuyển hướng sang đồ hình đấu sĩ thợ săn ở lúc cuối game. Thứ hai á là đồ hình đấu sĩ rồi nên kẹp thân tướng 2 tiền vào, hoặc là hộ pháp các kiểu á, đấy thì nó cũng khá là ok. Hoặc là anh em có tướng 2 sao nào thì anh em cứ bỏ vào chơi thôi. Mà anh em nên nhớ là bít mấy con tướng 1 tiền như là Maokai, Tam Ken các kiểu nha, để tí nữa vào lay nếu như mà ra tinh anh đấu sĩ á, thì nó còn có thể chơi được. Còn không biết là tí nữa vào lay là thiếu tướng bỏ vào quá anh em. Tại vì Tam Ken với lại con Maokai này phải có để kích búp 8 đấu sĩ nha, không có là không kích được đâu. Còn nếu như mà anh em không ra đấu sĩ tinh anh á, thì anh em có thể chơi thần rừng tinh anh nếu như mà nó ra. Thật sự là mấy cái bà này nó cũng xoay đi xoay lại thôi. Một là 6 thần rừng, hoặc là 8 đấu sĩ thôi anh em ơi. Uầy, con này giết sắp 3 nè, căng đó. Thần rừng tiên phong à. Không được anh em ơi. Hecarim thì cũng ngon đấy, mà tiên phong thần rừng như này thì cũng không có mặn mà cho lắm rồi. Ok, tạm thời như vậy đi anh em ơi. Mình cũng đang muốn tích 6 thần tài nè. Nếu như mà nó ra thần tài thì mình chơi tạm để lấy tiền anh em ơi. Mình đang lên level cho nó nhanh. Thì cái bài này anh em sẽ chơi cái kiểu mà tích tiền và lên cấp nha. Bài này nếu mà đẹp nhất á, là chọn bài level 8 nha anh em ơi. Chọn bài level 8. Level 8 chọn bài thì phải có con set nữa thì phải chọn bài nha. Ồ, ra Nunu luôn hả? Khá là ngon. Ồ, Nunu 2 sao luôn hả? Tuyệt vời luôn, lên luôn anh em. Cái này thì bỏ Nunu và là 3 đấu sĩ nè. Chắc là mình sẽ phải hy sinh một cái hộ pháp nhờ. Bỏ cái hộ pháp ra thì mình sẽ được 4 đấu sĩ. Thần rừng cũng chưa có nè. Thần rừng mà giờ ra con Ash thì thôi là binh luôn anh em ơi. Ok, đội hình tầm thời lên như vậy đi anh em ơi. Đổ đồ luôn ta, đổ đồ luôn đi anh em ơi. Ok, cái này mình nghĩ ngon á, kinh red giữ đồ con Ash đi. Kích búp thợ săn nữa anh em ơi. Ok, hai diệt luôn nha, lắp đồ cho nó thắng đi. Bây giờ muốn lắp cuồng cung thì muốn lắp cuồng đao cũng không có lắp được đâu. Phải đợi thêm mấy round nữa thì mới lắp được. Thôi lắp mẹ hai cái gì khổng lồ cho nhanh rồi. Cái này là mắc đam luôn anh em ơi. Cái đồ hình này nếu như mà anh em muốn top 1 thì anh em có thể nuôi Aspa hoặc là set 2 sao hoặc là có set thần rừng thì top 1 rất khá là dễ. Còn nếu như mà anh em chỉ muốn lọt top và lên điểm thôi thì cái đồ hình này rất là tối ưu hóa nha anh em. Tỷ lệ lọt top là 100% nếu như mà anh em chọn bài và đồ chuẩn nha.
Revenge này mình bỏ vào là mình sẽ có hộ pháp nè, nhưng mà biết bỏ cái gì ra đâu em ơi. Đồ này khá là đẹp rồi đó. Bỏ Viga ra thì mất thần rừng. Và hai con thần rừng của mình là hai con 2 sao duy nhất ở trong team. Hai con thần rừng của mình là hai con 2 sao duy nhất ở trong team đó em ơi. Bỏ ra là ăn đầu bòi đấy. Rồi giúp cho thần thần cho ông con Wewit luôn nha. Ôi em này Jesus tin anh xong đấu kìa, nhìn sợ chưa. Kalista đồ kìa. Kimbred bắn được bạn ơi. Đồ này là khắc chế mấy ông mà đấu sĩ với lại là mấy cái ông mà chơi Galio anh em ơi. Cái đồ này mà nó thiệt nha, là Galio nó nhảy một nhảy thôi là chết Galio luôn anh em, tin không? Galio 9 sao á, nó nhảy một nhảy chết luôn tại vì có hai vật khổng lồ á, bắn đau lắm. Có Lulu nè. Mua chơi tạm thôi. Nếu như mà anh em chưa có đấu sĩ tinh anh thì anh em có thể chơi tạm 6 thằng rừng. Cũng khá là mạnh đấy, không phải chỉ dạng vừa đâu. Up cấp luôn kìa, nghỉ roll phát đi hả? Có gì không ta? Có Tamkin 2 à. Ari ok, tạm thời đến như vậy đẹp rồi nè. Đấu sĩ thần rừng pháp sư thợ săn linh hồn. Ok đấy. Bỏ này lên một chút đi, kinh rep qua đây. Đấy. Giờ binh nhất là có Ash đổ đồ cho con Red là hợp lý luôn. Bài này chọn bài sẽ là ở level 8 nha em ơi. Với 8 đấu sĩ và cộng với đó chính là 3 thần rừng và 2 thợ săn. Nếu như mà anh em được lên được level 9 á thì nó có thể kẹp thêm 1 thợ săn nữa là 3 thợ săn, hoặc là anh em có thể kẹp thêm tướng 4-5 tiền ở đó, tùy vào anh em thôi. Đấy, King Red nó nhảy đam không đó anh em ơi. Đam không đó. 1 sao nha, cái này là 1 sao á, kinh khủng không? Trời ơi, một sao mà King Red đồ chuẩn như thế này nó bắn là thôi rồi luôn. Ui, Ash cầm BF kìa. Ôi nhưng mà không lấy được anh em ơi, cái này lấy là dư đồ. Lấy là dư đồ với lại là Ash cầm BF thì mình không có biết ghép cái gì á. Đây như mình đã nói, nếu như mà con Ash full đồ rồi và có đủ đồ rồi á thì cái món đồ tiếp theo anh em có thể nhắm tới, một á là đồ cho Warwick, còn hai á là đồ tăng nha. Ơ, ông này giết ba mà sao cất ở trong sân người ba? Chấp à? Ông này chơi thần rừng nè, ông này chung cùng giáo, ông này chơi thiền xạ, ông này cũng chơi thiền xạ tiên phong luôn. Uầy, đồ thi mua ác thế. Cái bài này nếu như mà nó muốn khắc chế nó, mà nếu như gặp á, thì cái bài khắc chế cái bài thần rừng này á, hoặc là đấu sĩ này á, là bài thiền xạ nha đúng không? Uầy, đây là cái lợi ích khi mà năm năm được lên level 8 sớm đó. Đây chính là cái lợi ích khi mà anh em năng lực lên được level 8 sớm á nha anh em ơi. Nó ra thôi chứ. Nhưng mà con Warwick này cầm giúp thiên thần. Ok, tạm thời bỏ tâm Ken ra cũng được. Warwick tin anh thì thôi rồi luôn, đấu sĩ luôn anh em ơi. Bình ha, hợp lý đấy. Giờ thiếu con Vi, con Silas, con Seth là đủ nha anh em ơi. Thiếu ba con nữa, Silas, Vi với lại Seth là đủ. 8 đấu sĩ, thiếu con Ash nữa là ok. Cái bài này tại sao nó lại hot và lọt meta nhiều đến như vậy, đó chính là cái bài này rất là dễ chơi. Rất là dễ chơi nha anh em ơi. Anh em không cần phải suy nghĩ với lại là xoay bài nhiều như các bài khác. Cái bài này rất là dễ chơi. Đồ thì cũng rất là dễ kiếm luôn. Anh công nhận bao cai thì nó trâu thật chứ. Bắn mãi mà mới chết được đấy. Ông này có Asteroid. Ông này cũng chơi thần rừng mà ông này chơi kiểu thần rừng, 6 thần rừng anh em ơi. 29 máu, hơi cần nó chắc phải roll thôi. Coi thử cái ai cầm Ash nó không ta. Có một ông cầm Ash thôi em ơi, còn nhiều là chơi thiên xạ, tiên phong các kiểu rồi. Ồ, thiên xạ nó ra cho mình cũng nhiều thế. Ủa, tiên phong ra nhiều thế. Ồ, cái Ash nè, ngon. Mình đang roll kiếm con Silas, con Seth với lại là con ấy luôn. Ari 2 à, không còn nữa em ơi. King Red nè. Astha đâu rồi? Họ bán đổ đồ thôi. Không có thằng rừng thứ 6 bỏ vào cái búp hả? Cái này nên ghép cái gì khổng lồ luôn không ta? Tại vì mình muốn coi thử là cái rau sâu á, nó có rớt ra cái gậy không? Mình ghép cái cuồng đao. Đồ chuẩn cho nó đẹp. Thiếu Silas V với lại là Seth nè. Còn yếu quá anh em ơi, chưa lên được 2 sao là chưa có đủ tem. Anh em cứ bình tĩnh nha, tại lúc đầu mình đếp máu gà, lúc đầu mình không có đồ để mình đếp máu anh em ơi.
mất máu khá là nhiều. King Red Tide nè. Ok, tạm thời bỏ con chó điên này ra đi. Mình nghĩ là bán luôn thôi anh em ơi, tại vì bỏ hang chó vào nó hơi phí slot. Giờ nuôi chó ba cũng hơi khó đấy. Ok, giờ đồ rất đẹp nhất là cứ là rất gậy với lại là kiếm thôi. Rồi. Rồi sau sẽ cố gắng roll nốt con Silas, con Vi với lại con Seth, nếu như mà ra hết là ổn luôn. Ra hết là tròn bài nha anh em ơi. Bài này mình nói rồi, chỉ cần tròn bài, tròn tướng, full 2 sao, đồ chuẩn là lọt top là 100% nha. Cung gỗ à, ok. Ui, nó rớt cho mình hai vô điện luôn nè, vãi xòi không. Cái này lắp đại bác cho con Warwick thôi, gì nữa. Đại bác nè, cái thiên thần nè. Còn đồ này thì hơi khó nhằn đây. Đang phân vân là dữ lắm nè. Từ để mình một cái lốc đi nhờ hay là một cái hồi máu ta. Rồi nốt con Astai để nè. Cái này bỏ vào là kích được linh hồn luôn. Ok ok, tạm thành như vậy đi nha anh em ơi. Lốc hay là hồi máu nhờ mà đang phân vân. Ui, gặp nhau top 1 như này bà khắc chế cứng đấy chứ. Chết rồi, lốc Timo luôn đi anh em ơi. Trời, bà khắc chế cứng luôn anh em ơi. Có rất nhiều anh em hỏi là bà nào khắc chế mấy cái thần rừng con Ash này thì mình xin trả lời luôn là bà thiên xạ với lại là tiên phong là khắc chế cứng luôn đó nha. Ủa nhưng mà thắng được không ta? Đuổi không đây? Khó rồi, khó rồi. Không được rồi, không được rồi. Úi xời ơi, 8 máu. Ây da, roll nốt Astai rồi. Astai là ngon ngon. Roll nốt con Seth nữa. Giờ roll nốt Seth mới gọi là kinh nè anh em. Reset là win luôn á. Roll Seth nè. Xong rồi con Vi nè. Mà Astai rồi cần roll nữa không ta? Mình nghĩ là Astai là đếp ổn luôn á anh em. Đội hình của mình binh rồi đó. Đang đợi là ra đi chợ kiếm được con set nó là ổn nè. Chứ giờ roll set cũng hơi khó đấy. Sắp tìm thôi. Giờ mong thắng thôi anh em ơi. Tại vì mình mất máu nhiều á. Tại vì lúc đầu mình đã nói với tất cả anh em rồi, đó chính là mình muốn bất chấp chơi cái bài này á. Lúc đầu mình không có mua gì khác ngoài cái bài này cả anh em ơi. Nên mất máu khá là nhiều. Hất tung đường Z khá là ngon nè. Rồi win rồi đó. Đấy, Z bài sao của chúng tôi. Đồ chuẩn tinh anh bóng ma cái kiểu à. Uầy, màu ca nhìn gớm gì. Uầy, what the fuck. Màu ca ảo không. Ash nè, ngon nè. Roll nốt luôn nè anh em ơi. Thắng thì phải roll thôi, thắng thì phải roll thôi. Ash tiếp nè. Yumi 2 sao luôn rồi, cho em nó lên luôn. Em nó muốn cống hiến này cho em nó lên luôn. Set đi bọn ơi. Uầy, Ash ra nhiều thế này. Được rồi. Silas 2 sao, ok. Ok, giờ muốn top 1 nha là chỉ cần lên được Ash 3 thôi là ổn nha anh em ơi. Con kia dành Ash chung với mình nên không biết lên được hay không nữa. Có một ông chơi Ash chung nha anh em ơi. Có một ông chơi Ash chung. Ông chơi 6 thằng rừng chứ không phải là chơi đấu sĩ như mình. Có lần nào Ash bắn được hay không đây. Ash bắn đầu lắm á. Chọn Sen nó lên bộ thủy nó bút dép đi coi. Ok, vẫn win được. Vẫn win được. Let's go baby. Cái bài của mình nó bắt đầu tròn đó nè mơ. Cái bài của mình nó bắt đầu vô cái form rồi đó. Vô cái guồng đó. Hay à. Cái này là cái gì ta. Warwick còn một món đồ nữa. Nó cái gì nhờ. Mũ thủy cũng không được nè. Đại bác thì cũng không cần lắm nè anh em ơi. Nhất thiên thần thì cũng không cần lắm. Chắc mình lấy cái tăng đam đi nè em ơi. Cái này cho bố ít kèo cho nó đâu. Nhất thiên thần thì thật sự là không biết cho ai luôn á. Anh em nhìn cái đồ hình của mình, nhất thiên thần là không biết cho ai luôn. Set thì cũng không cần nhất thiên thần lắm nha. Nếu như mà tới mình nữa mà nó ra thì cũng không cần nhất thiên thần lắm. Set chỉ cần full phép thôi.
tại vì nó có một chút cái giúp thiên thần miễn phí hả, con không cần giúp thiên thần lắm anh em ơi. Nó nốt con set nào 13 đồng mà rồi nó ra người ta hay là để dành tiền nhỉ? Không có rồi. Rồi set là level 8. Cái set là cái ass luôn. Bình thế. Bán cái này nè. Ôi sờ kê đồ hình chuẩn đó nha anh em ơi. Rồi nốt rồi đã. Thử có ra cái gì hay không đây. Ass bay là bình nha. Ok không có rồi. Cái này thì cho đồ set thôi anh em ơi. Lóc luôn. Lóc con mèo ca lên nè. Lóc lộn rồi. Mà không sao không sao. Ông này dành Warwick với lại là Ash của mình nè anh em. Dành với chúng tôi à. Cái bài này mình xin nhắc lại là cái bài này sẽ chơi theo kiểu mình nâng cấp nhanh nha. Nâng cấp chơi khô máu á. Anh em cứ chơi khát máu cho mình. Là cứ nếu mà thấy chủ thắng được thì up cấp giữ. Ui áp lại set ra liên tục nè anh em. Được first. Set một con Ash. Một con nữa là lên được. Rồi nốt cái đại V2 nè. Uầy. Cái này mà thua đúng cái ngưỡng cửa thiên đường là hơi bị căng á. Cái này mà thua là hơi bị cay đó nha anh em ơi. Tại vì Ash là tỷ lệ top 1 là 96.69% luôn á. Ok ok để mình chết lại xếp đồ hình cái đại anh em ơi. Giờ phải chơi xếp đồ hình thôi. Bây giờ thì hắc não nhau thôi cái gì nữa. Phải đón được anh em ơi. Mình phải tính ra là mình gặp ai rồi á. Mới gặp ông top 1 sao giờ gặp tiếp ta. Hơi ảo nha. Mấy cái bà này khắc chơi cứng mà này chứ không biết thắng được không ta. Được anh em ơi, được anh em ơi. Ok ok, có vẻ ngon đấy, có vẻ ngon đấy. Tại vì ông này chưa xài tiền. Hên quá. Hay. Hên quá, ông cái ông top 1 là chưa xài tiền anh em ơi. Ông liền vào 8 hơn 50 đồng. Chưa xài tiền nên mình thắng được. Chứ ổng xài tiền xong thì mình không biết sao nữa. Ủa, Ash bắn Tamkin kìa. Anh em thấy con Tamkin thần rừng vô. Quá nó trâu như con lợn á. Mạnh thật. Ok, nút rao này nha. Nút rao này mình sẽ roll Ash với lại là set lên 2 sao 3 sao kiểu luôn. Là ổn nhá. Lúc đầu game mình cũng muốn nuôi con Warwick 3 anh em ơi. Nhưng mà có người dành không nuôi được. Này mình gặp hai ông này nè. Giờ mình sẽ một đó là gặp cái ông này, hai là sẽ gặp cái ông này, ba là sẽ gặp cái ông ở dưới đây nè, đây nè, đó còn ba ông mà mình chưa gặp nha, còn ba ông mà mình chưa gặp, tỷ lệ cao là sẽ gặp ông Z hoặc là cái ông chơi cuồng giáo đó. Giờ mới sắp team thôi nha anh em ơi, giờ chơi theo sắp team thôi, để mình run nốt con Ash bay ở lại set 2 đã, cho đồ set luôn. Ồ, Ash tự lên bay luôn. Tuyệt vời thế nhờ. Set 2 có không này? Rồi nó set 2 coi thử. Không có thì mình tích tiền thôi. Ồ, có Warwick nè. Không có rồi. Ồ, Vega 3 kìa. Vega 3 nè. Cái bà này mình nãy mình gặp rồi đúng không ta? Nhưng mà gặp ở trước ra đi chợ. Nên mình sợ là nó reset lại. Nó cho mình gặp lại nè em ơi. Thôi cứ xếp cho chắc đi. Cứ lock cho chắc nha em ơi. Ok gặp bài này gặp bóng à. Ok ok ok. Bài này mình ăn được anh em ơi. Cái bài bài này đúng là khắc chơi cứng mình đó. Nhưng mà phải là đồ chuẩn mới khắc chơi cứng chứ. Chứ đồ này thì hơi xấu rồi. Ash mình bay sao nữa thì bắn mấy thằng này ra cái đầu rồi luôn. Ok mạnh rồi đó. Cái bài này mình sẽ nhắc lại nha. Là chơi theo kiểu mà up cấp nhanh và lên cấp sớm. Để roll kiếm Ash và đội hình full được 2 sao. Và cũng như là đồ chuẩn thì mới lọt được top 4 nha anh em ơi. Nên nếu như mà lúc đầu game anh em có một cái khởi đầu tốt hoặc là có chủ thắng, mà nếu như mình anh em có thể giữ được chủ thắng đó thì hãy đừng ngần ngại mà lên cấp xong rồi kiếm tướng bỏ vào để tiếp tục là giữ chủ thắng cho mình. Tại vì cái bài này là tròn bài ở level 8 nha, không cần là level 9 chi luôn. Còn nếu như mà anh em xanh, anh em có tiền thì nó có thể lên được level 9. Còn mình thì trận này là chắc chết ở level 8 rồi đó anh em ơi. Chơi chết ở level 8 luôn. Trận này lên level 9 thì mình nghĩ là vẫn kịp, nhưng mà chắc là rau cuối mới chơi được đó. Cái trận này mình nghĩ là rau cuối mình mới lên được level 9 quá. Nên thôi, trận này chơi level 8 luôn đây. Đây, hất tung nhẹ nhẹ cái coi.
Đó, ông này nào biết ngay mà hất tung đựng kỹ không ta? Không được rồi. Ủa được nè, ngon. Aspasa nó bắn thì thôi rồi luôn. Galio anh em xem nè, Galio bắn này sướng lắm. Hà bắn à? Hà cái gì khổng lồ mà bắn mấy cùng dẻo này sướng thật á. Let's go. Ui, ông này level 9 gần 50 tiền ạ. À. Vác cả đái thế, giàu thế ông ơi. Cái bài này thì mình chơi level 8 là được thôi nha. Nếu như mà anh em nào giàu hoặc là xanh á, từ lúc đầu game á, thì em có thể nhắm tới level 9 để kẹp thêm một thợ săn nữa là đẹp. Mình đang roll nốt con set 2 nè, nãy giờ không thấy nè. Nó ra hàng set rồi, còn một con cuối cùng lại không ra. Cậy không cơ chứ. Ông kia revenge sắp 3 nữa hả? Căng thế. Hất tôm mới coi. Giờ gặp ông Viga nè. À, không phải, ôi mới gặp câu này xong mày sẽ gặp tiếp ta. Mình tính gặp ông Viga cơ. Ở game này nó bị lỗi rồi nè. Mới gặp hồi nãy xong cái ông Viga này nãy giờ chưa gặp luôn á. Ok mà Ash vẫn được anh em ơi. Ash lo được, Ash lo được. Let's go. Lột top 4 nè. Có thể là top 1 luôn anh em ơi. Có thể top 1 được nha. Cái này lấy đồ cho set thôi. Rồi xong mất cái găng rồi. Ok lấy cái này đi. Mất cái găng rồi nên mơ khá là buồn. Có cái găng nó là đấm thì thôi, chất lượng thật sự luôn á. Đây đây chính là cái đồ hình chuẩn mà mình muốn gửi tới tất cả nên nha. Tám đấu sĩ, ba thằng rừng, một đại keo là hai thợ săn. Đây đồ hình chuẩn nha mơ. Đồ thì em sẽ dồn cho con Hecarim. Lột đồ em sẽ dồn cho con Ash với lại là con Wewit. Đồ đẹp nhất cho con Ash đó là diệt khổng lồ, khăn với lại là cuồng đao. Còn nếu như mà không có mấy cái món đồ đó thì em có thể ghép tạm những cái món đồ như là bàn tay công lý, dao điện hoặc là cuồng đao kiểu cũng được. Nói chung là chỉ cần đồ tóc đánh với lại đồ đam. Nhưng mà cái khăn giải thuật thì mình nghĩ là bắt buộc phải có nha anh em ơi. Cái khăn giải thuật ở cái meta hiện tại á, là những con ADC carry á, là bắt buộc phải có nha. Bắt buộc phải có luôn. Hất tung lộ mẹ rồi. Mà không sao anh em ơi, con Viga này quăng thì sao mà chết được mấy con đấu sĩ này ngay. Ash nó bắn trong thời gian đó là quá đủ rồi. Mà công nhận mình hên thật á. Trận này ông kia lên được Ash 2 rồi mà mình mới lên Ash 3 à. Ảo thật sự. Cuồng giáo hồ pháp kìa. Cái đội này mình cũng muốn gửi tới tất cả trong đó. Tại vì cái đội hình đó cũng trong meta đến thôi. Khá là mạnh. Cuồng giáo hộ pháp với lại là kẹp với U hồn là tuyệt nhất. Mà ông kia ra revenge hộ pháp nên ông kẹp 4 hộ pháp luôn. Ông kia thì chơi 6 thiên phong ạ. Ra cứu mình chuyển nha nó ơi. Ra cứu mình chuyển qua bên kia tí đi. Để kia nó bắt hơi mệt. Rồi chuyển được nguyên cái đồ hình qua luôn nè. Hất tung cái nhẹ nè. Gặp công này à. Ủa chuyện vẫn đúng anh em ơi. Thơm. Được. Đợi con Ash nó cách ra xa bắn này chút để không ăn mấy cái đam của này là được rồi. Ash được bắn là ngon rồi. Ủa Ash bắn lực thế. Wow, top 1 luôn, ok. Và xin tất cả các anh em và tạm biệt em, hẹn lại lần sau nha. Hãy chắc là nhớ like và share của mình nhé. Bye bye.